Phải có một người đứng đầu như là sư trụ trì hay là đôi
ngoài họ cũng vậy, hay là bên Cao Bài cũng vậy, tất cả đều phải có người làm đầu đuôi vậy. Do bởi đây là bệnh chết người, cũng như cha nói tiếp là do bởi ở đây cha không có quy tụ, cha quy tụ mọi người, thì cha chỉ là người chữa bệnh thôi, có người dẫn về bảo cha sẽ chữa. Mà ở đây thì cha chữa bệnh nhưng không có tiền, thì cũng có như không. Nhưng mà hồi nãy cha hỏi cái câu là có cô địa chưa đó, thì tụi con phải nhớ như thế này. Nói theo thế gian thì tất cả những này là bản án. Bản án của những người, tức là bản án tử hình, bản này đã chết rồi. Mà cái bản này là được thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ ký tên, chứ không phải là được chú sĩ, thiếu sĩ, anh sĩ, bác sĩ ký tên. Là kết luận anh phải chết, nhưng mà chưa có nói ngày không chết. Có nghĩa là không còn thuốc chữa, phải vậy không? Con phải chết, mà không có nói ngày nào không chết. Vậy thì con cầm cái này giống như cầm bản án tử vậy. Vậy tất cả những người mà có chức vụ, có trình độ gì, họ kết luận mình không sai không? Vì nếu họ kết luận mình sai, cái bằng cách họ bị rút rồi. Chắc công nghệ lắm. Vậy cái đầu cơm họ cũng mất tiêu chức vụ họ cũng còn. Cho nên khi họ kết luận mình bạn mang bản án này, là họ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời. Cho nên mình phải công nhận vào cái bản án này. Mình phải công nhận vào cái bản án này là mình sẽ chết. Nhưng mà ngày chết thì họ đang nói cho mình trước, nhưng mà chắc chắn mình sẽ chết. Còn như cha chưa có mang cái bản án này thì không ai dám kết luận cha sẽ chết lúc nào. Hoặc là cha, hoặc là ông chủ tịch, không ai nói mình chết lúc nào. Nhưng mà mình đã có bản án rồi. Và bản án này được những người, mình nói theo kiểu thế gian, những người có máu mặt, ký tên rồi. Ký nhưng mà không sợ tù. Ký cho con chết rồi đó, không sợ. Vậy cha muốn nói điều gì? Cha muốn nói khi con cầm một cái bản án này thì giờ đây con không còn được phép can thiệp vào con người của mình. Thế mà bây giờ mình, thay vì mình nằm bất động mình chết rồi, mình được can thiệp gì? Đó nè, vậy bây giờ mình đi chữa bệnh đây. Mà nếu mình, tụi con còn can thiệp vào khả năng, vào cơ thể mình là ở đây chữa không được. Ý cha muốn nói rằng tụi con chưa lên biết con này thì tụi con chưa hiểu quy tắc trị bệnh ở đây. Cái nguyên tắc trị bệnh ở đây là khi con đến đây con trị bệnh là điều đầu tiên là con không được phép can thiệp để cho ban hiệu trận can thiệp. Mà ban hiệu trận này thì như cha thấy ngày sáng đó là quốc tế đã công nhận là ban hiệu trận Việt Nam là quốc tế công nhận cho cha chính gia. Thì trước đây con nói từ ban hiệu trận nhưng mà không ai chịu nghe. Thì giờ sáng này con mới là kết thúc là ban hiệu trận danh chấm về phong thủy. Vậy ban hiệu trận ở đây sẽ diện trận cho những người bệnh. Nhưng mà lúc này đây tụi con không được can thiệp cho tụi con. Ví dụ như ban diện trận chỉ định con đi bên Tây Y thì con đi. Chỉ định con ăn này, chỉ định con uống này, không can thiệp. Vì nếu con can thiệp thì con ở nhà tự can thiệp đi. Đó nè, con tới đây con không còn được can thiệp để cho con được lao động. Và cha muốn nói với tụi con không được can thiệp là bởi vì là ở đây là chữa nhiều ca bệnh hết rồi. Cho nên nếu tụi con can thiệp vào thì nó chữa hẳn được, phải không? Con hiểu không? Nhất là những người nuôi bệnh nha, mình phải theo ban diện trận để khống chế những người bệnh. Tức là giờ đây không theo ý họ, người bệnh không theo ý, người nuôi không theo ý người bệnh. Vì nếu mình chiều theo ý người bệnh là người bệnh không hết bệnh, là mình cũng bệnh theo. Thấy đứa mình đi nuôi đứa bệnh là mình bệnh theo đó, mình đang bệnh theo đó. Vậy thì những người nuôi phải ý thức là không được chiều theo những người này. Và chiều theo ban diện trận thì nhưng không chiều theo những người này. Để họ hết bệnh mình mới được về xứ. Còn nếu mình chiều theo họ là mình không về xứ được đâu. Đó là ví dụ như là cái bệnh gút. Ở đây ai bị gút? Ví dụ cái bệnh gút con mà mọi người chiều theo con là không ai trị hết con. Ví dụ như bệnh ung thư, con bị bệnh ung thư gì? Con ung thư gì? Ung thư máu đó. Tất cả những bệnh này là những bệnh là tử không thôi. Tử không. Không có cái bệnh gì là bệnh nhỏ. Mà khi đã đến đây rồi thì tụi con file down xong xuôi rồi. Thì bắt đầu tụi con có lên lịch cho từng người một. Ví dụ như bệnh gút không gì,
máu không uống thuốc gì, ung thư tử cung không uống thuốc gì, con bệnh gì? Lớn không? Con bệnh gì? Còn nằm đó là cái gì? Hỏi luôn nè. Sao ở viện trị của em vậy? Tại vì bệnh viện giả trị, chúng con cho giả trị, chúng con đưa về. Tức là chưa có giả trị. Ba cũng gì? À, tiểu đường, vậy nha. Thì đây là cái bệnh là đã mang hết rồi. Cái bệnh tiểu đường mình có được. Nếu như mà nó đã vượt qua cái ngưỡng tiểu đường, tức là tiểu ra ngoài rồi, thì sẽ có hai con đường đi, một là cưa chân, tháo khớp, hai là mốt mắt, nha, là bệnh gút tiểu đường. Còn bệnh gút là coi như nó phá hết một bộ là tự con chân. Còn bệnh ung thư thì nó như cuốn chiếu vậy, hôm nay nó về, ngày mai nó tới, ngày mốt nó tới, khi nó tới tới rồi thì làm như chết. Vì ở đây ta trị bệnh gì quá rồi, cho nó có kinh nghiệm, có kinh nghiệm quá mẻ rồi. Mà nếu cho trị mất cho không nhanh nhạc, phải không? Ta không nhanh nhạc để cho mình này. Chú ơi, làm chi vậy cha? Phải không? Nếu mình không đủ bản lĩnh đối với dồn cái căn bệnh này, thì hãy tự chọn nó. Nhận nó có nghĩa là đủ bản lĩnh để khống chế, để đủ như chỗ khác. Thì cái chỗ đuổi đó là phải có thời gian, không phải một ngày mà đuổi xong, phải có thời gian. Và tụi con phải hết sức là kết hợp với bạn điện tử, kết hợp tuyệt đối với bạn điện tử, là phải nghe lời từng chút một. Sau khi mình hết bệnh rồi, mình muốn làm gì là, ví dụ như chị Liên là con chim của ta, vừa đầu thì ký xác nhận hết bệnh, bởi vì bạn cũng phải cũng làm nói hết bệnh lên thế này. Nhưng mà trong cái giai đoạn đang điều trị là không được đi lại đường, bà đi lại ở đây ta lại mặt, ta gì chẳng là không được. Vậy cha nói vậy để mấy người luôn phải hiểu nha. Rồi con cũng nói vậy để cha chủ tịch hiểu, hiểu để mà mình hiểu được cách làm việc vậy. Còn ngược lại, tụi con đến đây tụi con khám bệnh, thì bây giờ cha đã già rồi, cha già rồi. Ở đây không phải là cha già tuổi, nhưng mà cái điều cha đã giảng dạy quá nhiều. Và trong vấn đề giảng dạy gì, cách mà con bị bệnh đó, tại sao con bị bệnh, lý do nào con bị bệnh, bây giờ làm sao cho con hết bệnh, thì tất cả những điều đó cha đã giảng dạy nhiều quá rồi, thì cha dùng cái thời giờ mà để giảng dạy được đây cho tụi con nghe là mỗi lần tụi con khám bệnh là ba những trận sẽ nhắc nhở, con chỉ bệnh như vậy là do chỉ đường này ra bệnh này. Bây giờ chị phải đi lại đường này thì né được đường này, để đi đường này thì đường này mới đi chỗ khác. Thì cái phần đó là cha giao lại cho ban diễn trận, mỗi sáng ban diễn trận diễn trận mình đó là sẽ nhắc. Thì khi đó những lời nói của ban diễn trận nó giá trị với người bệnh viện, cái giá trị vô cùng, hãy ráng lắng nghe đây. Ở đây cha có tổng cộng cha có 15 người trong ban diễn trận. Cái đây là ta sẽ tập kết hết 15 người đó về để họ sẽ đủ nhân sự để cứu được. Chứ còn nếu mà theo tư thế này mà chơi cho quốc lần này 7 người làm sao cho quốc 50 người thì chết luôn, quốc xe 50 chỗ giường nằm thì chết luôn. Bạn đầu đi có người đó, bạn đầu cho đi có người 3 người lần 2 lần này 7 người làm sao cho quốc xe giường nằm 50 chỗ. Bị giận nói tôi là ba diện cảnh, tôi quốc xây dựng là kiến cáo ông cũng đưa về cũng không chết chết, phải bắt lừa vậy. Cảm ơn chưa, bệnh đó sẽ sơ chưa ngay tại nhà. Chuyện gì tại nhà, cha sửa được rồi. Bây giờ cha tự ở nhà cha sửa. Trong tương lai cha sẽ đến đây để học hỏi kinh nghiệm thêm. Rồi giờ cha mở phòng mặt chữa ung thư. Trong tương lai sẽ là như vậy. Dự kiến của tụi con là có thể là năm 2019 thì con sẽ đến Phi Châu để diện cảnh đi cho. Thì những người mà còn ở đây thì họ cứ diện trọng, đường hướng sẽ làm như vậy hết. Mà hãy đã đường hướng như vậy thì nói người làm chính sẽ cười người chứ. Nói bạn đi cho mình cười lắm. Nói là phải đi, nói là phải đi. Vậy thưa cha và mọi người chủ tịch cái tập đoàn, tụi con đã nhắc nhở nhiều người nhưng mà cái phần nhắc nhở đó để lại cho
cái phác đồ là ta sẽ đủ ngay tức khắc, trong vòng một phút là đủ liền, thì không có hai bốn nữa mà trong vòng một phút ra khỏi cổng này. Vừa rồi cha hai chị em đi chữa bệnh, nhỏ chị đuổi mức độ nghe em sai đuổi cho em giữ nhỏ chị, nghe em thắc mắc sao mà đuổi con đuổi chị con mày xuống nhỏ kia không xuống mày xuống tao đuổi mày. Cha khó, cha dễ mà là cha khó, vì cha thương con cho con cho giọt rồi, cha muốn cứu mạng con cha mới khó. Còn nếu mà cha không cứu mạng con cha khó để làm hả, vì cha muốn giữ lại mạng sống cho con, do vậy cha phải khó với con. Ngày mai này con hết bệnh công việc, con nghĩ là con mới thương cha sướng, thương chủ tịch, thương mấy vị trời. Người ta khó với mình chẳng qua là ngày hôm nay mình đang sống này. Chứ nếu ngày hôm qua người ta dễ với mình, hôm nay mình đi du lịch vào đầu mà. Đó là mình lao đầu, mình làm có tiêu rồi. Cho nên ở đây mọi người khó với bệnh nhân là tụi con phải hiểu, học cách cứu được nha. Điểm thứ hai cha nói tiếp là khi đi vào chữa bệnh như vậy thì mình phải có một bộ hồ sơ pháp lý, vừa có một cái đơn xin khám chữa bệnh không phải tốn tiền, mà vừa có một cái giấy cam kết khám bệnh. Vì trong thời buổi khám bệnh, thí dụ như tụi con đến đây, tụi con khám bệnh, tụi con ra khỏi phòng khám, tụi con ra ngoài đường, tụi con chết, không ai chịu trách nhiệm. Mà do vậy tụi con ở đây từ 1 tháng đến 3 tháng, vậy thì cha phải gắn tụi con từ 1 tháng đến 3 tháng. Mà lỡ tụi con có chết bất tử, tụi con thưa cha hay thưa những người này thì không được. Do vậy mà mỗi lần ai đến khám bệnh phải làm cái giấy, nếu chết không được thương thiện và truy cứu, hiểu không? Chắc người luôn hiểu không? Chứ ông thương chủ tịch đi ở tù tội nghiệp không? Ông là người thương dân, dẫn dân đi chữa bệnh mà giờ chết thì thương ông tội nghiệp không? Đó là thương cho huynh tội nghiệp chung, thương cho từ ông gia đình tao đi ở tù, thì tao đi ở tù nó khỏe, nó khổ chữa nữa. Nên tù khỏe này hết trách nhiệm. Như vậy mình để tránh đi cái phần này, tránh đi cái phần là gọi là mình không cân đo liếm sát sườn thì khúc sau lỗ cổ vậy, nó lỗ cổ. Ông chủ tịch cũng đồng ý chỗ này ha. Chút nữa cha sẽ ký ông chủ tịch một cái giấy để thủ trưởng của chủ tịch gì đó, thủ trưởng con hỏi con đi đâu thì con lấy cái giấy xác minh rằng là con đã dẫn dân cho con đi làm chuyện này ha, để thủ trưởng. Còn đây thì cho làm việc là có pháp lý, đâu bây giờ nó cũng lộn xộn được nha. Thì cha nhắc lại tụi con phải ký giấy này, khám bệnh lỡ chết thì không được tri cứu và thương thưa chị nha, hiểu không con? Con nhỏ quá không biết con hiểu không, con hiểu thiệt không? Rồi cha nói tiếp chỗ này cũng là cha nói ba chuyện nha. Chuyện thứ nhất con ơi, cha mong rằng ngày mai này cha học ký giấy này. Bây giờ con thấy ông chủ tịch dẫn con đến đây là ông thương con không? Cha xíu dẫn con đến đây là cha xíu thương con không? Cha và ban viện chẳng nhận chữa bệnh là cha và ban viện chẳng thương không? Ủa mọi người thương con sao con chết con thương mọi người này? Hả? Tụi con xác định là tất cả những người này con thương không? Mà sao chữa không hết con chết chứ con thương những người này là sao không? Cha mong rằng điều này không xảy ra nữa. Ngày mai này cha mong rằng cha chữa bệnh không có giấy này. Mình yêu thương nhau mà cha chữa cho con mà đứa con chết con vui chứ có gì đâu, con thương xưa cha. Phải không nè? Ông chủ tịch dẫn con đi mà con chết thì con còn mừng, có gì đâu thương chủ tịch. Cha sứ dẫn con đi mà con chết con vui chứ có sao con thương chứ. Cha mong rằng ngày mai giấy này dẹp. Ngày mai này sẽ dẹp miếng giấy này. Miếng giấy này làm cho mình nhỏ. Cha công nhận không? Làm cho cái tình thương của mình nó nhỏ. Bầu ơi thương ấy biết cùng, tuy rằng khác giống, tuy rằng Nam Bắc nhưng chung một nhà, Nam với Bắc sẽ bắt thế nào. Nhưng mà thương nhau chung một nhà mà giờ chết nó thương mình, vô duyên không? Cho nên mình dẹp cái như thế này, càng sớm càng tốt. Đó là cái mơ ước của cha. Nhưng mà một ngày nào đó cha sẽ thử ra, cha sẽ dẹp xong để giữ cho nó chết luôn, nó thương thương thì không? Chết thì phải sao được? Bố nó thương. Trâu sống không ai cầm cả, trâu ngã thiếu gì để cầm nhau, thiếu gì để cầm nhau, chủ tịch đồng ý không? Bây giờ chẳng có đi vậy đó, mà lỡ nó chết thiếu gì để cầm nhau, tới nhà cầm cái mát lên, cầm phản, ông dẫn vợ tôi đi đâu chết mèo.
phải không? Con thấy con khổ không? Cho nên cha làm cho tốt, đúng không nè? Mọi người cũng vậy nha, mọi người phải nhớ vậy. Điểm thứ hai cha nói tiếp, con ơi, thời buổi này còn một chỗ nhận chữa bệnh cho mình thì mừng đi thôi nhé. Thời buổi này thế kỷ 21 rồi, 2018, còn một chỗ chữa bệnh không lấy tiền, trên đời này chưa có bác sĩ đó, trên thế gian này chưa có ông bác sĩ chữa bệnh miễn phí thiết đâu. Nếu mà con có chữa bệnh gì bảo hiểm con cũng phải đóng tiền cho con vậy. Cha giáo nói con là trên thế gian này chưa có ông bác sĩ miễn phí như cha yêu thương chăm sóc, mà trên thế gian này cũng chưa có ông bác sĩ chữa bệnh ung thư như cha. Bằng chứng là hồi nãy là mấy ông ở Canada, ở bên Mỹ phải về tới đây, ông thì làm gì đó gọi là tôn vinh cái bằng gì cha, vì ông nói là hiện nay là thế giới tìm ra được một loại thuốc chữa bệnh này, cho nên Mỹ, Canada là những con người nổi tiếng phải trở về để tôn vinh tụi này. Vậy tụi con đến đây tụi con chữa bệnh, mà nếu chữa hết tụi con vui vô cùng, mà nếu chữa chết tụi con vui, bởi vì rõ ràng mình ở nhà mình sẽ chết, mà mình đến đây mà chữa chết rồi tụi con mừng chỗ nào? Tụi con mừng ở chỗ là con đã đi tìm hết thầy hết thuốc rồi, mà con mừng ở chỗ là người thân của con không hối hận gì con. Ví dụ như má con đẻ con ra mà con bệnh như vậy, má con không tìm được chỗ của con chết má con buồn không? Còn má con đưa con đến đây rồi chữa cho con rồi, mà nếu con chết má con cũng buồn, má con nói tao đã đưa nó đi hết đường rồi, mà nếu nó chết tao cũng không hối hận. Cha con kẹt vô đây không hối hận gì, ông chủ tịch cũng cái không hối hận gì, ông đã tìm đủ cách ông giúp mình rồi, mà ông giúp không được nữa là không phải tại ông nữa, không phải tại ông nữa, tại cái nghiệp mình nặng quá, tại cái tội mình lớn quá, mình phải đời mình phải chấp nhận đời đã. Và cha nói là nếu thế giới này có một người mà chữa ung thư mà có khoa học như cha thì chưa có, vì nếu có thì hai cái ông cũng về đây ông vinh danh, hai cái ông này ông cũng vinh danh. Và nếu có rồi thì ông chủ tịch này dẫn gì đến dẫn chỗ khác, cha huynh cô không dẫn gì đến dẫn đi chỗ khác đó là. Và cũng chưa có một người nào mà chữa không lấy tiền con ơi, trên đời này chưa có ai không như cha. Nó đúng nghĩa là cha ngu vô cùng trên thế gian này, cái là cha ngu dữ. Nhưng mà vì cha theo Chúa cho nên cha không ngu, đối với thế gian thì cho là cha ngu, nhưng mà đối với Chúa là cha khôn à, khôn nhất vô tới còn khôn ngoan thế gian thì sẽ là quan quẩn, dạy dỗ thế gian làm quan thiên đàng không? Ở thế gian mà cho không như cha thì ta cho là dạy dỗ không tốt, hết nè, mà có là dạy dỗ thế gian là làm quan thiên đàng. Còn ở thế gian mà chữa bệnh lấy tiền mà khôn ngoan thế gian thì khi chết làm quan bảo mục như con xuân hoa mục được làm quan cũng tốt, thôi mình thà làm quan thiên đàng đi, thế nè. Vậy cha nói rồi, nãy giờ cha nói bằng lòng cha nói nha, tụi con quên những điều thầy nói hôm nay cho biết chắc, nhưng ngày mai cha sẽ đưa lên trên mạng cho con nghe lại những lời cha nói hôm nay nha. Giờ này tụi con giống như chim mới đậu đâu, giống như chim mới vừa đậu đây cái là nó chưa hoàn hồn nó nghe được đâu, nhưng ngày mai tụi con mở lên mạng tụi con nghe những lời thầy nói hôm nay nhắc nhở cho con nha. Và điều cha nhắc cuối cùng, bắt đầu từ ngày hôm nay hãy qua kính trọng cha huynh, kính trọng chữ thập đỏ bao nhiêu thì ngày hôm nay kính trọng hết tất cả những gì. Đây là những người cha người mẹ thứ hai, đây là những người cha người mẹ thứ hai của mình đấy. Nó con thấy có người cha nào mà người cha nghe không nào mà dẫn con đi chữa bệnh không? Con được mấy đứa con hồi khi mà vợ con mang thai mà nó sắp đẻ, con thấy con tội nghiệp không? Nó chuẩn bị nó lắm buồn, con thấy thương vợ thương, vì nó đang đối diện với một cái cơn đau đớn để nó quằn quại nó đẻ, mà khi nó đẻ ra rồi nó mất khỏe.
Vậy thì ngày hôm qua cho tới bây giờ cha rất là quằn quại trong cái chuyện dẫn bảy người, phải không? Cha quằn quại tới gặp cha tượng, cha tượng bắt nó về cho cha ngồi chơi, cho cha về không chịu được, ông muốn khóc luôn, cha Huynh muốn khóc luôn, rồi ông chửi Phật tổ luôn. Ngày hôm qua con ở nhà cho đến ngày hôm nay, ngày hôm qua tới ngày hôm nay con quằn quại, không biết mình đi tới đó có kết quả gì không, không biết được gì, quằn quại ung tư suy nghĩ. Vậy thì mình nhìn thấy một người mẹ mang bầu sắp đẻ, họ quằn quại, mình thương họ, thì mình nhìn thấy hai người này ngày hôm qua họ quằn quại, mình thương họ không? Như một người mẹ đang mang bầu vậy, bữa nay mới đẻ được, tới đây mình mới đẻ được, rồi giờ đẻ rồi, đẻ xong rồi mình, người mẹ đẻ con rồi hãy nuôi chứ, còn bây giờ con đẻ đứa con ra tới đây rồi thì từ nay tới ngày hết bệnh con phải không có lâu đó, phải nuôi cho con đẻ, mặc dù giao cho người khác nuôi đó, nhưng mà rồi mình cũng phải hỏi xong nó bú được không, nó là nó bú được, hỏi thăm bệnh nhân thôi chứ không cần hỏi thăm con để làm gì, lâu lâu điện hỏi thăm bệnh nhân, giống như là cha hỏi thăm con tinh thần của con cái con được phước lớn, con được dẫn bệnh nhân đi là phước lớn. Vậy tụi con nhìn thấy hai người cha người mẹ con quằn quại dẫn bệnh nhân, tụi con phải kính trọng, phải yêu thương, phải kính trọng suốt đời của mình, sẽ nhắc nhở như từ nay trở đi mình đừng coi giáo hội công giáo hay là đảng nhà nước là những người mình coi mình kính trọng, kính trọng họ, đây là những con người cứu mạng của mình, sẽ nhắc nhở mình thì hôm nay chắc cũng nhắc cha con cũng nhắc cha cho mình tục nhờ những người này mình tỏ ra cái lòng từ bi thương sinh. Nếu không có những người này, con nghĩ rằng con sẽ làm được điều này. Cho nên nhờ những người này, con thể hiện được lòng từ bi. Cha và chủ tịch cũng phải rất mừng cảm ơn con. Rồi cái ơn đời để đã đó. Ở trên đời này phải có ơn thì phải đời. Có ơn với mình thì phải đời. Và hãy mình có nghĩa, ta có nghĩa với mình. Đây là những con người họ sẽ ơn đời nghĩa đại cho cha, và ai sẽ là người trả hình ảnh của Chúa không? Cha vừa dẫn họ tới đây thì Chúa sẽ đền đại cho cha liền, thiên liên sẽ đáp ứng lại liền. Tức là cái đó mình là phạm phu, mình chưa thấy, mình chưa thấy cái ơn đâu, nhưng mà rồi từ từ cha sẽ thấy ơn, ơn đời nghĩa đại. Cho nên cha nhờ những người này mà cha và chủ tịch được cộng phước thì cộng phước, con ở đây là những người phục vụ dẫn đến thì con sẽ, còn không dẫn đến thì con đổ đóng than cạn, con không biết ai không phục vụ, tụi con chỉ là những người, tụi con chỉ là cái cầu để cho các bệnh nhân bước qua. Cha là người dắt tới cây cầu đó, bệnh nhân leo lên cây cầu bước qua, tụi con chẳng có tâm thức gì ở đây, nhưng mà sứ mệnh thì con phải làm, sứ mệnh của con thì ngày mai này tôi còn phải nhớ những lời cha nói hôm nay, có ơn thì phải đền, có nghĩa là phải trả. Ở đời có trước và có sau nữa, không trước đó người ta làm cho mình thì sau này tìm cách trả ơn, cuộc đời là như thế mới tồn tại, tồn tại trong trần gian này và tồn tại sau này cho. Đó là cái lời cuối cùng nha. Bây giờ cuối cùng thì mình sẽ ký tên nha cha nha. Cuối cùng thì mọi người ký tên nha. Mà cái ký tên này là nó lâu lắm, cho nên chờ đợi lâu thì bây giờ mình chỉ ký đại diện thôi. Cha ký một bản, chủ tịch ký một bản, sau đó cha với chủ tịch cùng ký tiếp nha. Giờ mình ký trong quá trình mình làm nghi thức á, thì mình ký một bản đại diện. Đây cha ký một cái bản đại diện đây, chủ tịch ký một bản đại diện này. Đóng nó vào chủ tịch ký theo để giữ lại, chút nữa là cha ký tiếp nha cha.
Rồi, thưa cha và nhà ông chủ tịch, coi như là đây là hồ sơ mình làm xong hết. Thì cuối cùng là tụi con cũng nhắn nhủ những bệnh nhân rồi, cha nói ở những cái lời cha dạy dỗ, khi tụi con bệnh đó, thì tụi con mở mạng con nghe để tụi con hiểu, để tụi con theo cái nhịp sống đó thì cha mở hết bệnh nha. Còn cha không đủ thời gian để dạy dỗ nữa. Cuối cùng cha có dạy dỗ tụi con gì? Con xin được cảm ơn cha đi làm viện trưởng rất nhiều. Cũng như cái tâm tình của các bệnh nhân ấy, thì được cứu chữa đó là một cái ân phúc, được sống lại và tất cả thì chắc chắn nhất là cái tâm tình của bệnh nhân chúng con là rất là vui khi được quan tâm, được cứu chữa, đó là điều mà con xin ghi ơn sâu sắc đến cha bên ban viện trưởng trong ngày hôm nay. Con xin cảm ơn cha. Cuối cùng chúng con cũng nhắc lại cha chút cho cha nhớ luôn để cho sư cô quên rằng là sáng hôm nay đã cha là thắng nhất cha vô bàn nhìn chẳng rồi, thì quốc tế đã cấp cho cha một cái bằng nhìn chẳng, thì cha là thành viên trong năm nhìn chẳng, thì cha được phép dẫn mọi người bệnh viện, nhưng những người nào bác sĩ chạy lên đây cha dẫn quốc từ cả mạo bốn mùa cho tới ung thư để chết luôn. Chứ không cha tôi ra là chết cha như này nhé. Chúng con chúc mừng cha đã kết nạp vô làm viện trưởng để chữa bệnh cho công chi. Con cảm ơn cha và xin chúc phúc lành cho công việc sắp tới của cha, sứ mạng mới rất là tốt lành thánh thiện nha. Mọi người cho cha sứ con tặng cho tay cuối cùng chủ tịch có dạy cha. Kính thưa cha, kính thưa ông ban điều trị, kính thưa tất cả các bệnh nhân. Tôi thì với tư cách là ngồi chữ đỏ, mặc dù mình xá ra sâu nhưng mà tại vì bệnh nhân thì tôi lúc mà lâm nguy này mà có cái chỗ đến thì không biết nói gì không, hôm nay về đây thấy được cái việc làm của nhà thờ của ban điều chỉnh, chỉ mong rằng là cha ban điều chỉnh có sức khỏe để chữa bệnh cho nhiều vấn đề mà không nằm trong bụng gai không có khắc nghiệt. Xin chào. Cuối cùng này con cảm ơn mọi người, cảm ơn cha, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn mọi người nha. Bây giờ cha và chủ tịch cùng ý giấy tiếp tục, rồi sau đó đưa các bệnh nhân vào phòng khám và hết tác dịch. Chúng con cảm ơn cha, cảm ơn chủ tịch nha. Một lần nữa chúng con xin chào chia tay nha. Bây giờ mình đứng ra đọc kinh. Cảm ơn Chúa nha. Sáng cha đến Chúa cha, giờ đến Chúa con, giờ đến Chúa Thánh Thần. Chúng con đại diện cho Chúa nhân từ Chúa Thánh Thần hồng nghe cho những lời mà cha cha nói về cha và con và Thánh Thần. Cha giao lại cho ban vị trưởng nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Mm-hmm.